Rồi. Rồi, hai bạn giới thiệu đi, chào em gái. Dạ, em chào chị Quyền Linh. Em chào anh Cát Tường. Chào. Dạ, em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À, dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Rồi. Chào bạn nữ bên kia. À, em xin thử giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha? Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện nay làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Dạ. Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À, khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp, nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp nên nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật còn nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi, chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thì coi. Ủa là thế sao? Nào? À, nắm tay bạn gái luôn. Là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn rồi. Gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2. Rồi mối sau... tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đợi vậy cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng khi mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó... Trời đất. Nó giống như không kéo dài được cái chị. Sắp tới nó nhưng buồn. Mà em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng... Nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè. Rồi cũng thân thiện. Nấu ăn thì... Nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì... có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi mời bạn trai tình trường. Dạ. Em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình hồi học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước, lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay đi làm cũng 3 năm mấy rồi, làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về, bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi, bởi về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được. Tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao nhiêu? Dạ, dạ em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ được. 82. Wow. Quá rồi. Dữ. Vậy còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Như em không thích là có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi, nói chung là chút rồi biết á, dạ. Thơm, không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh định hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, vậy đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn ha. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu. Làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. Dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào em trai. Cao hả? 1m82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta?
À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì cũng mập lắm, mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá, bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nữa. Hồi giờ... xưa là tới 7 mấy ký nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn có 6-8 ký à. Rồi, cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau? Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi, vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố, đúng dạ. không? Rồi, vậy được rồi đó, ổn định. Ha, vậy là... Ta đi với ai? Đúng dạ, ý em với rồi với cậu, với mẹ. À. Dạ, chào cô. Dạ, con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các tường, dạ. và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền, với là nó có biết chăm lo cho gia đình. Thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy, cầu sao cũng được hết. Dạ, dạ con cảm ơn. Rồi à, em đi với ai? Dạ, em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi, cho chị dạ. gặp cô em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi. À, chào bạn Hiếu, chào gia đình bên đàn trai. Chào chào các bạn khán giả tại trường quay. Cô thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát, vui vẻ. Thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ, bạn đồng nghiệp. Rồi, mời em gái. Rồi ai cũng xinh dạ, hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Thế em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Chào em, chào anh. Chào em. Hai đứa cao dạ, rồi, em cũng có quà tặng anh. Dạ cảm ơn anh. Còn hai đứa đứng kế bên thì coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cái tre vậy đó. Cao khủng khiếp. Trời ơi. Rồi bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hò được thì em rảnh vào thời gian nào trong tuần? Dạ em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À anh cũng vậy, 6 dạ. giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng không có thời gian đi chứ. Nếu mà quen á thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. Em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Vậy là trời ơi. Bây giờ là thử coi dạ. cái này có điện giật không? Chị cho cơ hội em bị điện giật nha. Dạ. Rồi. Nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha. Nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện có giật không? Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. À, hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi. Tìm hiểu thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. À làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi, làm lại nè, làm sao, lại. Em cũng vậy, được em nào. Cũng vậy. Bắt sao? Đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi. Em ơi. Quên rồi chị. Rung quá. Dạ không vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả? Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa
mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu sao anh không đến. Rồi. À, thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa? Anh đừng có về, nhà em có phòng. Câu đó hay lắm đó nha. Dạ. Không có dễ gặp câu đó đâu nha. Dạ. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình bây giờ suy nghĩ gì, đúng mong muốn đi gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ của anh ngồi bên đây. Dạ, thì anh mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Rồi, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi, quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Hôn đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hùng. Xin phép, xin phép. Vừa tập dễ sợ. Rồi. À, dạ em tên là Đỗ Thanh Thông. Em đang ở Bình Phước. Hiện tại em đi dạy tiếng Anh. Quê quán gốc thì ở Bến Tre lên Bình Phước từ năm 2006. Thế là mấy người công việc ổn định rồi đó. Anh Thông sinh năm bao nhiêu nhỉ? Sinh năm 90. Dạ vâng. Anh có sở trường, sở đoạn gì anh cứ giới thiệu về bản thân mình để cho bọn em hiểu hơn về anh cả. Thì công việc chính là dạy, nói chung là tài lẻ thì không có không khó. Ưu điểm, khuyết điểm của mình. Ưu điểm thì làm cái gì thì kiên nhẫn á, kiên nhẫn là chịu khó làm. Thì chịu khó nghiên cứu, tìm tòi mấy cái vấn đề mà mình và quan tâm á. Còn còn khuyết điểm thì ví dụ như là mấy cái việc nhà thì không có được siêng làm lắm mà. Đó là một trong những cái khuyết điểm. Với lại cái gì đó anh có anh. Như là ví dụ như là cái gấp việc gì đó thì nói nó bị vấp lắp á, nó kiểu nó lắp á. Dạ. Anh em ở Bình Phước là anh ở với gia đình mình hả anh? À đúng rồi, anh ở với gia đình. Dạ. Tình trường của mình như thế nào rồi? Thì không rồi. Hồi trước giờ là có hai mối tình á, cách đây năm khoảng 8 năm thì có quen cô quen khoảng gần năm thì chia tay. Gần đây nhất thì năm 2019 á, còn cũng không có đến được. Anh cảm thấy sau hai mối tình nhé mà mình đã chia tay ấy, thì thường là lỗi từ do mình hay là do đối phương? Cái này chắc là có lẽ là không có duyên đó. Thì cái mối gần nhất thì họ kiểu như họ bên đạo thì không có đến được ấy. Thì nói chung là cái này nó nghĩ là không, do không có duyên thôi. Còn duyên hay thì lúc đó chắc là còn non nớt quá. Còn non nớt quá rồi hai bên chưa có hiểu nhau á, không có đi đến được á. Còn sau này thì dạ. Nhưng mà sau những cái thời gian mà mình là cô đơn á, mình không nhìn sau những cái mối tình đó thì có tìm hiểu không? Tại môi trường làm việc của anh cũng có nhiều bạn nữ á, có tìm hiểu một số bạn không? À, chia tay tại vì cái môi trường làm việc thì có nữ. Đâu, nhưng mà họ có người yêu rồi, có gia đình rồi, anh với lại là cái giờ giấc của mình làm không có giống như kiểu là sáng rồi chiều làm hành chính, kiểu làm chủ yếu là cuối tuần với lại buổi tối, cho nên là cái thời gian hẹn hò nó không có
được người ta đó. Nên là cũng ít tìm được đối tượng. Nhìn gì đúng không? Mà không gì. Thường trong mối quan hệ ấy thì anh có thể là mình chủ động không ạ? Nói chung là cái chuyện không có kiểu giống như là cái mấy cái bạn trai khác là kiểu như chủ động tới tán tỉnh này kia rồi nó không phải vậy á, tại vì tính cũng không có được cái gì ấy lắm, tự nhiên thôi là quen từ từ quen rồi ha, chứ không có kiểu ấy. Vâng, thế bây giờ anh mong muốn là chương trình các tiền cho mình một cái về phụ nữ như thế nào? Cô nào xinh xắn rồi dễ thương, không biết lo tuổi tác hả? Tuổi tác đúng rồi, tại vì em không có theo đạo, tại vì cái bữa cô ấy là theo đạo Thiên Chúa mà sụp đạo quá, không có chấp nhận cái người bên không đạo quá, cho nên là không có được. Dạ. Thì bây giờ nếu mà mình để lên đó mình tính được không? Lên mình thương lượng, ví dụ bây giờ trước mắt đạo anh ấy giữ đi, rồi lên đó mình hai bạn tìm hiểu nhau trước rồi mình sẽ nói chuyện. Dạ, dạ cái đó cũng được chị. Không, em không có vấn đề gì hết, ví dụ như là cái đó là tự do tưởng tượng là cái hai muốn theo đạo gì theo. Thì do nhưng mà có một số bạn thì kiểu như là phải mấy bạn đó là chương trình họ hỏi trước là có cần người theo đạo đó hay không. Thì em thì không có quan tâm lắm. Thì miễn sao là đạo trường đúng cái đối tượng mình thích là hết là được thôi. Chứ về đạo thì em không có ấy. Đâu? Rồi, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ. Lúc nãy em tính nói cái gì đó để quên mất tiêu. Tuổi tác của cô gái này địa chỉ là địa vị như thế nào? Tuổi tác. Em mong muốn tìm người nhỏ em ít nhất tầm 2 tuổi anh. Nhỏ hơn tại vì nếu bằng tuổi quá em thấy cũng họ lớn hơn em thấy nó hơi ngán. Nhỏ tuổi hơn. Phải ở Bình Phước hay là ở Sài Gòn hay mấy tỉnh lân cận có được không? Dạ được anh. Mấy đó em có thể đi xa em đi cũng được, không có gì hết. Dạ rồi. Dạ rồi, thì ok, cảm ơn không. Thì ngày hôm nay là chuyện họ có những cái thông tin cơ bản họ phản ánh trước, nếu mà anh chọn á thì sẽ làm được nội dung kỹ hơn với anh nhé. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, phần phỏng vấn của mình xong rồi anh bấm nút rồi cuộc gọi giúp em nha. Dạ, con chào chương trình ạ. Dạ, em chào anh ạ. Tới ai? Phụ cá thì không? Cũng có thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, lập đầu vậy thôi, chứ còn không có mê gì chứ. Không có vấn đề. Anh là anh đi hay là muốn tăng bao nhiêu nhỉ? Là xin tăng bao nhiêu bạc. Rồi, kinh nghiệm tình trường của anh như thế nào? Thì tại em chưa có gia đình sớm thì bây giờ em có gia đình thì giờ em cũng không có quen ai hết, thì em cũng không có tin tưởng ai, giờ em cũng không có quen từ trước tới giờ hả? Dạ, thì chính là tại em không có gia đình, em không muốn có gia đình. Không muốn có hả? Tại sao thế? Tại vì cái hoàn cảnh của em á thì anh muốn làm để kiếm tiền thôi, còn trả tiền lúc nào có tiền cũng phải có. Dạ, mấy người nên nhưng mà mình cũng phải có một số những mối quan hệ với chị nha. Mối quan hệ thì cũng bạn thì cũng phải có.
nhỏ như nào là có thích ai không? Có thích mà, nhưng mà công việc của em thì em thích sơ sơ thôi, chứ còn em không dám yêu. Yêu khi bánh em thì cũng yêu á, thì sợ người ta gạt gẫm với lại hai bỏ qua, gạt qua tình cảm với người khác. Thì khi bộ bánh em thì em thương người này, em thương thật lòng, nhưng mà em không dám thương. Anh đã thương bao giờ, thương bao giờ chưa? Nên cảm giác mà bị lừa nó như vậy. Anh thấy anh bảo là anh chưa có mối tình nào mà anh chưa chua thai á. Em hỏi anh là bây giờ anh đã từng có một cái mối tình nào mà anh bị tổn thương chưa?